location where you wish to insert an element bọ nọ đó sẽ ưu thế trên này location mà đã cho giá biết thế nào bọ nọ ship ra array đấy mà đã cụ thể trên này position mà element này giá biết thế nào bằng tài liệu bọ nọ ấy đó scan f sau đó đã sẽ ở position của tao này ấy đó sau đi mà lỡ rồi sẽ array 0 1 2 sau đó sẽ để bọ nọ đó sẽ ưu thế trên này element của đã sẽ về position mà thêm lên bọ nọ array về khả năng của ta thêm lên đó cụ chạy để hạ thế lui ra bọ nọ ấy đó server đã mà so 0 1 2 bọn nó error 3 khan này mà thay trên này tạm mong hỗ trợ 1 khan này mà thay trên này bọn nó 1 khan này mà thay lại lại ra lại cái sao chịu error sẽ 1 khan này mà thay mà xuống 1 lưu gì lại bọn nó 1 1 lưu gì lại mà xuống ta sẽ lưu ra position sẽ thay lại để view assign đi ông quá position áp lọc phía tổng này 1 phía tổng này 1 tất nhiên phía sau dưới đi array 1 khan này mà sẽ vừa đi đặt ra thay trên nào bọn nó anh khả mà anh đã được value tiền sát đặt thay trên này đi đào thay bọn à tất thế trên này đảm bảo bọn nó tất đánh trên này đảm bảo mà server thuê số bao thuê số này hà liệu đánh trên này as vậy số đi mà anh đã để value and to answer bọn nó as vậy số thuê số bị giải thể lại mấy thuê thuê rồi giải thể bị đó là số ở đây anh đã khâu lại mấy bọn nó ok anh đã khâu lại mấy số sau giờ thì hòa bọn nó array cả là số thì position của em mà số e số thể lại để đảm bảo thuê bọn nó value tuổi u đặt theo mẹ bọn nó ai đó bảo mẹ đây mà bọn sau này sau đi mà scan em này sau value đều đặt tên lại đấy rồi value đấy mà sau thế là lấy đấy tuổi sinh nhật mẹ bọn nó ai khám mà đã đưa lưu bình bình bà bảo vì sau đi mà lưu bình bình bà vì nó có c equal to bọn nó sau n minus one c are greater than or equal to position minus one thì bọn nó biến c o tên đầu mày rồi xíu trên đầu bị đó là receive là hoàn thành mà receive toàn thành mà bọn nó nên nó show show khác đấy tụi tao event này về lưu động biểu lưu ra này anh em bọn nó gì thay đấy phong rằng à tao show đấy đấy đó nó lấy lại nên nó khác lên mày bọn nó step đi mày rồi rồi sau đó mà for server block anh xem mà lấy c equal to m minus one so c bọn nó c sẽ equal gì luôn mày lo mày bây giờ làm mày bọn nó m minus one so server n ga 3 thay mà số n là mũ 3 thay ra phía đây rồi minus 1 số 3 minus 1 số 2 bọn nó for c equal to 2 c là greater than or equal to so b bọn nó position bọn nó rồi greater than or ai sẽ đi mà greater than or equal to position bọn nó rồi position minus 1 position minus 1 số sẽ thay lại cái position a 1 phía đặt ở position minus 1 so 1 minus 1 so 0 bọn nó ra ra mấy 0 tiếng sẽ ở mà 0 tên đồng mấy 0 tên đồng mấy so là số c minus minus bọn nó ok ở pb số này ta số là default là đi logo lâu mấy bọn nó ở lâu lâu dài mà sẽ ra đá c gá c tầm vua bla phía lên c quay đủ đi đủ bọn nó c á 0 thang g bình nhị đề lâu lâu mấy bình đặc khá lâu bình là 0 đá tên đồng mấy bọn nó đá follow yếp lâu chế bọn nó thế bây giờ mà chúng sẽ rồi anh ta sẽ làm cái gì ta mua two này sao rồi đó đã two cả bọn nó sau đi mà greater than or equal sau đó zero phía ta là bọn nó rồi yes lo lo gì sau phía đây ok phía đây rồi anh sẽ rồi đã array c plus one khan này array c giờ ta mua đặt thêm bọn nó rồi array c plus one khan sau đó sau đi mà array lo lo gì c ta mua bao lâu lấy lo lo gì sau đó c ta mua two phía đây rồi bọn nó c plus one sau đó two plus one sau đó three bọn nó rồi three khan này của sẽ ủ bắt đầu thay làm nhé array c đó thay mày bọn nó array c số c á bao lấy two rồi two cái này mà chia tạm bộ array three cái này mà đó thay mày rồi sau thì mà two cái này mà chia tạm bộ bao lấy four bọn nó rồi two cái mà chia tạm bộ four phía đây rồi sau thì mà array three cái này mà đó số array two cái này mà chia tạm bộ đó thay lại mày bọn nó sau này tại vì áp lực phía đó mình sẽ array three cái này mà thì đáp lại chia đó mình array three cái này mà sau array 2 khan data ยောက်ออกมาเนาะแล้วส่วน4ဆိုတဲ့တန်ဖိုးยောက်ออกလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတစ်ခုလောက်ပြီးတော့ပြီဆိုရင် c တန်ဖိုးကိုတင်းနှုတ်လိုက်တော့မယ် c တန်ဖိုးကိုတင်းနှုတ်လိုက်တော့ c တန်ဖိုး2ကနေ1ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ c = 1ဖြစ်သွားရောပြီးရင်ဆိုထပ်ဆက်ရတော့မှာပေါ့เนาะ c ရ greater than or equal to sorry
data now equal to 0 ဖြစ်တယ်လားပေါ့နော်ပြီးရင်ဟိုနောက်ကြမှာစီတမ်ကိုနောက်တက်ကိစ္စကြီးထပ်လုပ်အောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဆယ်လို့အရင်စစ်မယ်ပေါ့နော် C greater than equal to 0 ဖြစ်တယ်လားအဲ့တော့စီတမ်က 1 ဖြစ်တဲ့အတွက် 1 greater than equal to 0 ဖြစ်တယ်လားအဲ့နော် Oh, yes, Peterly. So, Peter, so the logo better low me, array C plus one can ever array C dot time. Error, so the ma array C plus one can ever, but a time less, so array C dot time ever. Array C. Error loss is C demo one Peter, that array one mono, error one plus one, so the ma two one. Error array two can ego, that array one can data dot time. Error so the array one can ma data block shale. File. အဲ့တော့အဲ့ဒီတမ်ဘို5ကိုဆက်တော့ယူပြီးတော့မှဒါဒီအရေ2ခန်းနဲ့တတ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဆိုဒီမှာအရေ1ခန်းနဲ့ဒေတာ5ဖြစ်တဲ့ဒါ5အဲ့ဆိုအရေ2ခန်းနဲ့မှာ5ဆိုရဖြစ်လေးရနေလိမ့်မယ်โอเคအဲ့ပြီးဆိုစီတမ်ဘို5လုံးမလဲတင်းလုံးမယ်စီတမ်ဘို10လုံးလိုက်တော့စီတမ်ဘို1ကနေဘာဖြစ်သွားလဲ0ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့စီက greater than or equal to 0ဖြစ်တလားပြင်စီမိုင်းနဲ့မနဲ့ဒါဖော်လူကအဲ့လိုရှိနေမှာပေါ့နော်โอเคဆရာကဒါဆက်ရတော့မယ်စီတမ်ဘို0ဖြစ်တဲ့အတွက် 0 array c ပဲတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့လောလောဆယ်စီတမ်ဘို0ဖြစ်တဲ့အတွက်array 0ခန်းနဲ့ကတန်ဘို့ကိုarray0+1ဆိုဝမ်းမရမယ်ပေါ့နော်1array ဝမ်းခန်းနဲ့တော့ထည့်မယ်အဲ့တော့array0ခန်းက ဒါဆိုအဖြစ်တမ်းဘို့ဘယ်လောက်ရှိခဲ့ရလဲ7အဲ့တော့အဲ့ဒီအဖြစ်တမ်းဘို့7ဟိုဆိုဒီလိုလေးရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော် 7အဲ့လိုလေးရေးလိုက်တဲ့အတွက်ဆိုဒီမှာarray1ခန်းထဲမှာ7ရှိမယ်array2ခန်းထဲမှာ5ရှိမယ်ပြီးဆိုဒီမှာarray3ခန်းထဲမှာ5ရှိမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါအနည်းချုပ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့ပြီးဆိုရင်ဆိုဒီ for loop ဝမ်းနဲ့ဦးဆရာကဘယ်လူစတာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့array position -1နဲ့ဦးဆိုတော့ဘာတက်ထည့်မလဲဘယ်လူ array position -1နဲ့ဦးဆရာကဘယ်လူစတာထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဆရာထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဘယ်လူဆိုတော့ခဏထည့်လိုက်တဲ့ဘယ်လူပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုဒီ12လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ ပိုဇီရှင်မိုင်းနဲ့1ဆိုတော့ဆို1-1ပေါ့နော်ဒါမှ1-1ကိုဆိုဘယ်လူတော့ထည့်မယ်ဘယ်လူကဘယ်လောက်လဲဆို2အဲ့တော့1-1ဆိုတော့ဖြစ်ပြလိုက်ရအောင်လဲ0အဲ့တော့array0ခန်းထဲမှာဖြစ်ပြလိုက်ရအောင်လဲ2အဲ့တော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးအနည်းချုပ်အနေနဲ့ဒါဆိုဒီမှာလူပင်ပေါ်စီ equal to 0 C less than equal to n C++ ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒါ နောက်ဆုံး 2 အနည်းချုပ်ဖြစ်ပဲပေါ့နော်ကိုထည့်ကျင်တဲ့ position မှာ data တော့တက်ထည့်ပြီးတော့ဒါ နေရာလေးပြန်ရွှေ့တာပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလည်းဒါလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်